với một chiếc xe màu đen. Nếu các bạn rửa trong khí hậu nắng nóng ở Việt Nam, khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam mà các bạn lau không kịp thì cái xà bông nó sẽ tạo cho bề mặt sơn một cái lớp quầng nhện cho đó, một cái lớp lão hóa cho đó. Với bề mặt sơn bóng láng như vậy các bạn không thể nào thấy được những cái kẽ hở. Nhưng với kích thước nano thì cái bề mặt sơn nó như cái bàn tay của mình đây, thì cái nano nó mới chen chút vào đây, nó che phủ và nó lấp đầy đi những kẽ hở, những kẽ trống còn sót lại trên bề mặt sơn, bề mặt kính, bề mặt nhựa và bề mặt kim loại. Khi các bạn sử dụng nhà bông, cái thứ nhất là ô nhiễm môi trường nè, cái thứ hai độc hại nè, cái thứ ba sẽ làm cho bề mặt sơn và kim loại xuống cấp theo thời gian. Đó là cái lời khuyến cáo của mình gửi đến cho các bạn trong cái lĩnh vực chăm sóc làm đẹp xe.